Mỹ đang thực hiện những bước đi tuyệt vọng vì Ukraine. 4 đội quân tinh nhuệ Ukraine phản công hè 2023 đã tan đàn xẻ nghé. Đoàn tàu chở thiết giáp Ukraine trúng tên lửa đạn đạo Nga. Chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay, Kiev thất thủ ở Dodolika, Nga tiến tới Siversk. Do sự thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận, Mỹ đang đưa ra những quyết định ngày càng nguy hiểm liên quan đến Ukraine, dẫn đến mối quan hệ với Nga trở nên xấu đi mạnh mẽ. Ở mỗi giai đoạn, chính quyền Biden đều chờ đợi và đánh giá phản ứng của Nga trước khi đưa ra những quyết định nguy hiểm hơn. Trong những tuần gần đây, có lẽ do vị thế của Ukraine ngày càng xấu đi trên chiến trường nên quá trình này đã tăng tốc. Khi bắt đầu cuộc xung đột, Mỹ tuyên bố không thể chấp nhận việc gửi quân Mỹ đến Ukraine, nhưng sau đó dần dần bắt đầu thay đổi quan điểm của mình, đặc biệt là về vấn đề gửi một số vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ông nói thêm, ví dụ, Mỹ đã gửi vũ khí tầm xa, xe tăng Abrams, đạn chùm và nhiều thứ khác. Ngoài ra, chuyên gia này nhấn mạnh, Nhà Trắng đã cho phép quân đội Ukraine tấn công bằng vũ khí Mỹ vào một số mục tiêu ở Nga và hiện đang bàn về quyết định cử nhà thầu Mỹ tới Ukraine. Trước đó, hãng tin CNN dẫn lời các quan chức cho biết Nhà Trắng đang nỗ lực dỡ bỏ lệnh cấm trên thực tế đối với việc triển khai các nhà thầu quân sự Mỹ ở Ukraine. Các quan chức cho biết Nhà Trắng vẫn chưa nhận được sự chấp thuận từ Biden. Lầu Năm Góc bình luận với Ria Novosti về thông điệp này, nói rằng Mỹ chưa đưa ra quyết định về việc có thể cử nhân viên quân sự hoặc nhà thầu quân sự Mỹ tới Ukraine. Trong cuộc tổng phản công mùa hè năm 2023, lực lượng dự bị của quân đội Ukraine có 4 đội tinh nhuệ tham gia chiến dịch. Hiện nay, số phận của họ ra sao? Trong cuộc phản công lớn mùa hè của quân đội Ukraine năm 2023, hướng tiến công quan trọng nhất là ở phía nam thị trấn Orekhov, Tomak, thuộc vùng Zaporizhia, miền nam Ukraine. Quân đội Ukraine đã tung vào hướng này tổng cộng 4 đội, gồm 12 lữ đoàn chiến đấu cùng lực lượng hỗ trợ. Nhiệm vụ của họ là mở cuộc tấn công tổng lực nhằm chiếm Tomak và thọc sâu xuống biển Azov. Hầu hết các đơn vị tham gia phản công đều thuộc dự bị chiến lược của Kiev, được tổ chức biên chế theo khối NATO, thậm chí là sử dụng chiến thuật của Liên minh. Đội 1 đảm nhiệm đợt tấn công đầu tiên, bao gồm 3 lữ đoàn bộ binh cơ giới số 33, 47 và 65. Trong đó, lữ đoàn 33 và 47 được trang bị mạnh theo chuẩn NATO, đảm nhiệm tiến công theo hướng chủ yếu, có nhiệm vụ đột phá qua tuyến phòng thủ phía trước và tấn công tuyến phòng thủ chính của Nga ở Rabotini. Riêng lữ đoàn 65 làm nhiệm vụ phòng ngự ở hướng Orekhov từ đầu, trang bị và quân số của họ thuộc dạng trung bình, làm nhiệm vụ dự bị cho 2 lữ đoàn trên. Đội 2 cũng bao gồm 3 lữ đoàn bộ binh cơ giới 116, 117 và 118. 3 lữ đoàn này đều được trang bị vũ khí hạng nặng. Mặc dù trên danh nghĩa là các lữ đoàn 116, 117 và 118 biên chế trang bị theo chuẩn NATO, nhưng thực tế họ chủ yếu được trang bị vũ khí hạng nặng của Liên Xô. Nhiệm vụ của họ là tấn công các vị trí của quân Nga khi đội 1 đã xuyên qua tuyến phòng thủ chính. Đội 3 bao gồm lữ đoàn xung kích đường không số 46, lữ đoàn Chasseur số 71 và lữ đoàn xung kích đường không số 82. Các lữ đoàn còn lại chủ yếu là vũ khí có nguồn gốc Liên Xô. Nhiệm vụ của họ là sau khi tuyến phòng thủ chính của quân đội Nga bị đánh bại, các lữ đoàn này nhanh chóng sử dụng xe thiết giáp bánh hơi, bánh xích có khả năng cơ động nhanh, thực hiện tấn công thọc sâu xuống bờ biển Azov, cắt đứt tuyến liên lạc từ lãnh thổ Nga đến Kherson và bán đảo Crimea, đồng thời mở rộng kết quả trận chiến. Đội 4 có nhiệm vụ chốt giữ các khu vực mà đội 3 vừa chiếm được, ổn định vùng kiểm soát. Lực lượng gồm 3 lữ đoàn cơ động số 3, 14 và 15 của lực lượng cận vệ tấn công. Nhiệm vụ của họ là sau khi lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine đã chiếm được một khu vực rộng lớn, họ có nhiệm vụ củng cố khu vực vừa giành được, sau đó tiếp tục mở rộng cuộc tấn công nhằm thu được kết quả lớn hơn. Tuy nhiên, lý tưởng của quân Ukraine đã gặp trở ngại trước tuyến phòng thủ Sorovikin của quân Nga. 4 đội nói trên chỉ có thể chọc thủng tuyến phòng thủ phía trước, chứ chưa thể tấn công vào tuyến phòng thủ chính của quân Nga. Sau khi cuộc phản công mùa hè của quân đội Ukraine thất bại vào tháng 11 năm 2023, kể từ đó cuộc chiến ở Zaporizhia bị đóng băng, trong khi quân đội Nga liên tiếp mở các cuộc phản công, còn lực lượng Kiev đang cố gắng hết sức để duy trì kết quả ít ỏi của cuộc phản công mùa hè, nhưng chiến tuyến quả thực bị thua hẹp. Do tình hình trên các chiến trường khác có sự thay đổi, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã phải liên tiếp điều quân từ Zaporizhia để ứng cứu khẩn cấp. Trong số đó, 3 đội tinh nhuệ của lực lượng tổng dự bị từng đảm nhiệm nhiệm vụ chiến lược giờ đây đã bị tan đàn xẻ nghé, mỗi đơn vị một hướng chi viện cho các chiến trường. Đầu tiên là lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47, khi Adika có nguy cơ vỡ trận, đơn vị được rút từ Zaporizhia về gấp rút tăng viện cho Adika,
nhưng không thể cứu vãn được tình hình. Lữ đoàn đang chiến đấu ở phía tây Ocharetin nhằm ngăn quân Nga tiến sâu thêm. Lữ đoàn tấn công đường không số 46 được điều về phía tây và phía bắc thành phố Marinka. Kể từ khi quân đội Nga chiếm hoàn toàn Marinka, đơn vị tiếp tục mở rộng hoạt động của mình sang các khu vực xung quanh. Lữ đoàn xung kích đường không số 79 ban đầu được triển khai ở khu vực Marinka, sau đó việc phòng thủ ở phía tây được giao cho lữ đoàn 46. Khi quân đội Nga tiến vào Krasnogorica, đơn vị này phải căng mình để bảo vệ thành phố và đang chiến đấu quyết liệt. Lữ đoàn Chasauer số 71 lần đầu tiên được triển khai tới hướng Adika để tiếp viện, chủ yếu là ngăn chặn quân Nga tiếp tục đột phá ở phía bắc thành phố. Tuy nhiên, sau khi cuộc chiến ở Kharkov bắt đầu, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã rút lữ đoàn 71 để tiếp viện cho hướng Vochan của Kharkov. Lữ đoàn cuối cùng, lữ đoàn tấn công đường không số 82 đã ở lại Zaporizhia với tư cách là lực lượng dự bị và ngăn tập đoàn quân 58 của Nga đột phá sâu. Nhưng sau khi mặt trận Kharkov bùng nổ, lữ đoàn tiếp tục được điều động để tăng cường ở biên giới phía Bắc. Vì lữ đoàn 82 được trang bị đồng thời cả xe tăng Challenger 2, xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 và xe bọc thép Shaker, do đặc tính chiến đấu của trang bị bánh xích và bánh lốp là khác nhau, nên hiện tại chỉ có thể thấy trang bị bánh lốp của lữ đoàn 82 ở hướng mặt trận Lipsy. Trong trận chiến, phương tiện bánh xích vẫn chưa xuất hiện, rất có thể vẫn còn để lại ở Zaporizhia, lực lượng chủ lực đến trước để tiếp viện. Vì ba đội đã được đưa vào chiến đấu nên lực lượng dự bị của quân đội Ukraine giờ đây phải thành lập thêm các lữ đoàn chiến đấu mới. Nga công bố video cuộc tập kích bằng tên lửa Iskander nhằm vào đoàn tàu chở thiết giáp và tổ hợp phòng không Buk-M1 của Ukraine tại tỉnh Zaporizhia. Kíp vận hành tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander đã tiến hành đòn tập kích nhằm vào điểm bốc giữa vũ khí và thiết bị quân sự từ lữ đoàn tàu hỏa của quân đội Ukraine tại khu vực làng Ukrainka thuộc Zaporizhia. Máy bay không người lái UAV Super KAM được triển khai để giám sát mục tiêu và xác nhận kết quả đòn đánh, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Trong video được quân đội Nga công bố, đoàn tàu quân sự Ukraine gồm nhiều toa hàng chở theo xe thiết giáp và khí tài bị phát hiện tại bãi đỗ, sau khi một số xe đã được đưa xuống khu đất trống bên cạnh. Tên lửa Iskander đánh trúng bãi đỗ, tạo ra vụ nổ lớn và cột khói bao trùm khu vực. UAV Nga cũng đã ghi hình hàng loạt thiết giáp và khí tài Ukraine bị phá hủy, cùng cột khói đen khổng lồ bốc lên từ các đám cháy tại bãi đỗ. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đòn tập kích đã gây thiệt hại về nhân lực, phá hủy nhiều thiết giáp chở quân M113 do Mỹ sản xuất, cùng một số xe chiến đấu bộ binh BMP-2, tổ hợp phòng không tầm trung Buk-M1, xe bồn chở nhiên liệu và các toa hàng của đoàn tàu. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Nguồn tin an ninh Ukraine giấu tên cuối tháng 4 cho biết số lượng đòn tập kích của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng đường sắt đang gia tăng, nhằm mục đích vô hiệu hóa các chuyến hàng quân sự và làm tê liệt hoạt động vận chuyển vũ khí của phương Tây ra tiền tuyến. Ukraine hiếm khi tiết lộ thông tin về những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự nhạy cảm. Tuy nhiên, nguồn tin giấu tên trong tình báo nước này xác nhận rằng Moscow đã đẩy mạnh tấn công hạ tầng đường sắt để gây gián đoạn nguồn cung vũ khí của Kiev. Chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay, Kiev thất thủ ở Dodolika, Nga tiến tới Siversk. Lực lượng Moscow tấn công thần tốc và nhanh chóng giành quyền kiểm soát khu định cư Dodolika. 5 mũi tấn công của họ đang thừa thắng xông lên, đột kích tới thành phố Siversk. Trong những ngày tới, mặt trận này chắc chắn sẽ hết sức nóng bỏng. Hai video mới được định vị địa lý cho thấy quân đội Nga đã phá hủy hai hệ thống HIMARS của Ukraine gần tiền tuyến. Theo hướng Kupiansk, lực lượng Moscow được cho là đã tiến vào Stepova, Novoselica sau khi bộ binh Ukraine tháo chạy, rời bỏ vị trí. Tuy nhiên, chưa có xác nhận trực quan để khẳng định thông tin này. Quân đội Nga đã xâm nhập vào xung quanh bệnh viện, thành trì của Ukraine ở Krasnogorica. Nếu họ chiếm được khu vực này, lực lượng Kiev có thể sẽ phải rút lui, để lại nhiều vị trí do tình hình chiến lược không thuận lợi. Tại mặt trận Adika, một đoạn video được định vị địa lý cho thấy quân đội Nga đã chiếm được các vị trí ở trung tâm Sokin. Ukraine phản công ác liệt ở Kharkov. Kênh Dredoka đưa tin, tại thành phố Vochan trên mặt trận Kharkov, lực lượng Kiev đang cố gắng đột phá. Bộ chỉ huy Ukraine đã ra lệnh cho quân đội của họ trong thành phố và trong khu vực Vochatsky, Khutos cùng đột phá về phía nhau để tiếp cận một mỏ đá lớn. Họ đã làm điều này bất chấp việc mất đầu cầu ở làng Tikhoi, tập trung nhân sự gần đó vào vùng xám. Nhưng Ukraine sẽ phải đánh trực diện vào các vị trí đã chuẩn bị sẵn của Nga được thiết lập liên hoàn dựa trên nhiều bãi khai thác đá. Địa hình trong khu vực mỏ rất thuận lợi cho việc phòng thủ của Nga. Họ có thể tổ chức một hệ thống trận địa hỏa lực phức tạp, phi tiêu chuẩn, bố trí gần các phương tiện hỗ trợ trực tiếp cho bộ binh phòng ngự.
nếu lực lượng Kiev quyết tâm tiến hành cuộc tấn công vào các vị trí kiên cố như vậy, chắc chắn họ sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề, trong khi triển vọng giành thắng lợi là rất thấp. Tuy nhiên, dường như Ukraine không có nhiều lựa chọn vì nhóm binh sĩ của họ trong quảng trường thành phố đã ở tình thế tuyệt vọng. Nếu không được giải vây kịp thời thì có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Nga tiêu diệt các tổ hợp HIMARS của đối phương. Trong ngày qua, Ukraine đã tấn công một số khu vực của Nga bằng UAV, hỏa hoạn bùng phát trên khu vực đường ống dẫn dầu chính Druba ở vùng Tambov. Sau khi dập tắt đám cháy, các đơn vị ứng phó khẩn cấp đang tiến hành khắc phục hậu quả. Quân đội Nga đã tấn công các mục tiêu đối phương bằng tên lửa đạn đạo Iskander. Đặc biệt ở vùng Mykolaiv, một nhà chứa dành cho pháo phản lực M270 HIMARS và các thiết bị khác đã bị phá hủy. Còn ở vùng Odessa, tên lửa đã phá hủy các trạm trinh sát và cảnh giới tầm thấp cũng như một điểm kiểm soát của Ukraine. Theo hướng Kupiansk-Svatovy, lực lượng Moscow tiến tới địa giới hành chính của khu định cư Mia Soharika, đánh bật đối phương ra khỏi các vị trí trong vành đai rừng phía đông của ngôi làng. Tại Siver, sư đoàn dù 106 của Nga sau trận giao tranh ác liệt đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư Dradolika, lực lượng Kiev đã phải tháo chạy. Trên mặt trận Adika, 90% diện tích làng Novo-Lestandrika nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Họ đang tiếp tục truy quét các nhóm tàn quân Ukraine vẫn còn nằm rải rác. Ở Donetsk, lực lượng Moscow tiến từ Georgijevka đến vùng ngoại ô đường Central và Otebraskaya ở Masimilianika, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát về phía tây nam Peremoha. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tình hình Adika rất nóng bỏng. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong 24 giờ qua, 140 cuộc đụng độ đã diễn ra trên mặt trận, 29 trong số đó diễn ra theo hướng Porosky, Adika. Báo cáo có đoạn, trong 24 giờ qua, không quân, tên lửa và pháo binh của lực lượng phòng vệ đã tấn công 11 khu tập trung quân, 4 hệ thống phòng không và một trạm tác chiến điện tử của Nga. Đối phương đã thực hiện 61 cuộc không kích bằng 110 quả bom KAB, đồng thời sử dụng 328 UAV. Đồng thời họ tiến hành hơn 3.180 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Kramatorsk, Goloka, Torezh, Khurakovsky, Dremovsky, Orekhov và Dnipro. Tình hình ở hướng Siver rất căng thẳng. Kể từ đầu ngày, quân đội Nga đã thực hiện 19 cuộc tấn công. Lực lượng Kiev đã đẩy lùi 15 trong số đó và 4 cuộc đụng độ nữa vẫn đang diễn ra. Cường độ giao tranh ở Porosh-Adika vẫn ở mức cao. Số lượng các cuộc đụng độ đã tăng lên 37. Lực lượng Moscow tiếp tục gây áp lực. Binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi 29 cuộc tấn công của đối phương và giao tranh vẫn tiếp tục, báo cáo cho hay. Ukraine tuyên bố phá hủy trung tâm liên lạc vũ trụ Nga ở Crimea. Bộ Quốc phòng Ukraine trên Facebook xác nhận lực lượng phòng vệ nước này đã phá hủy trung tâm liên lạc vũ trụ Nga ở Crimea trong cuộc tấn công tên lửa vào ngày 23 tháng 6. Báo cáo có đoạn, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục làm giảm tiềm năng và khả năng chiến đấu của đối phương. Đặc biệt, tuần này được đánh dấu bằng việc phá hủy trung tâm truyền thông và giám sát không gian của Nga ở Crimea, một thành phần quân sự quan trọng trong hệ thống liên lạc và định vị vệ tinh của Moscow. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ukraine còn báo cáo về việc lực lượng phòng vệ trong tuần trước phá hủy hệ thống tên lửa phòng không OSA, máy bay cường kích Su-25 và hai tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad. Ukraine tuyên bố bắn hạ toàn bộ 10 UAV của Nga. Không quân Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ toàn bộ 10 UAV tấn công loại Shahed được Nga phóng vào rạng sáng ngày 29 tháng 6. Nga được cho là đã phóng UAV từ Prismoko, Atas ở Krasnodar Krai trên lãnh thổ Nga. Các nhóm hỏa lực cơ động của không quân Ukraine đã tham gia đẩy lùi cuộc không kích, bắn hạ UAV đối phương trên vùng trời Mykolaiv, Kherson, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Cherkasy và Vinnytsia. Suốt đêm, không quân Ukraine cảnh báo về mối đe dọa tấn công bằng UAV ở nhiều khu vực. Tại Vinnytsia, người ta nghe thấy âm thanh của các vụ nổ vào khoảng 3 giờ sáng. Sopini đưa tin, mặc dù vụ nổ không gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc thương vong nào. Ngược lại, vào rạng sáng nay, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố rằng lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 6 UAV của Ukraine phóng trên các vùng Buryan, Tver và Belgorod, cũng như ở Crimea. Kiev Independent không thể xác minh độc lập tuyên bố này. Nga cáo buộc UAV Mỹ khiêu khích trên Biển Đen. Kiev Independent đưa tin, Bộ Quốc phòng đã ra lệnh cho quân đội nước này triển khai các biện pháp đối phó với sự khiêu khích từ các UAV chiến lược của Mỹ hoạt động trên Biển Đen, đồng thời cho rằng chúng đang làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.
Trong tuyên bố vào ngày 28 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các UAV đang được sử dụng để tiến hành trinh sát và tìm mục tiêu cho vũ khí có độ chính xác cao do các nước phương Tây cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine. Tuyên bố cho biết thêm, điều này cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của Mỹ và các nước NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine. Nga tuyên bố các chuyến bay như vậy làm tăng đáng kể khả năng xảy ra sự cố trong không phận với máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Liên minh và Moscow, đồng thời nói thêm rằng các nước NATO sẽ phải chịu trách nhiệm về điều này. Tổng thống Putin ra lệnh sản xuất tên lửa tầm ngắn và tầm trung. TASS đưa tin, tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga nên nối lại sản xuất tên lửa tầm trung và tầm ngắn, sau đó quyết định nơi bố trí các hệ thống này. Ông cho biết Mỹ đang triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, nói rằng điều này đáng lo ngại và cần phải có phản ứng. Vì vậy, Nga nên bắt đầu sản xuất các hệ thống tấn công này và sau đó quyết định nơi triển khai chúng. Nga đã đình chỉ tham gia Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung, Hiệp ước INF vào năm 2019, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đơn phương đình chỉ nghĩa vụ và rút quân khỏi Hiệp ước. Tuy nhiên hiện nay, theo ông Putin, Mỹ không chỉ sản xuất những hệ thống tên lửa này mà còn đưa chúng sang châu Âu để huấn luyện, trong đó có Đan Mạch. Mỹ cung cấp cho Ukraine tên lửa phòng không Hawk. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố gói viện trợ trị giá 150 triệu USD cho Ukraine vào đầu tuần tới, bao gồm tên lửa đánh chặn Hawk và đạn pháo 155mm. Chiến sự Nga-Ukraine những ngày qua tiếp tục leo thang tại thành phố Bobrovsky, Donetsk. Ukraine báo cáo về các đợt tấn công của Nga trên khắp các mặt trận. Moscow tuyên bố gây thương vong lớn, phá hủy nhiều khí tài của Kiev trong tuần. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang nghiêm trọng, với số trận giao tranh tăng cao trong ngày, nóng gian khắp các mặt trận. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 28 tháng 6 có 131 cuộc tấn công đụng độ xảy ra trên tiền tuyến, trong đó quân Nga hoạt động tích cực nhất ở thành phố Bobrov, tỉnh Donetsk. Ngày qua, Nga tăng cường độ tấn công, cố gắng tìm cách chọc thủng phòng tuyến và đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi vị trí. Tại tỉnh Kharkov, trong buổi chiều ngày 28 tháng 6, Nga thả 3 quả bom xuống làng Tsikuni. Moscow cũng tiến hành 3 cuộc tấn công bằng 11 bom dẫn đường trên không vào 2 ngôi làng khác ở Kharkiv. Thành phố Vovchan, Kharkiv chứng kiến giao tranh ác liệt trong suốt ngày qua. Trên hướng thành phố Kupiansk, Kharkiv, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Nga ở các ngôi làng Stepova, Novoselivka, Steomakhivka, Sunkivka và Kryliakivka. Tại thành phố Lyman, tỉnh Donetsk, quân đội Nga 14 lần cố gắng tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine nhưng không thành công. Moscow mất 90 binh sĩ trong trận chiến tại Lyman ngày 28 tháng 6. Thành phố Sever, tỉnh Donetsk, ghi nhận 19 trận giao tranh trong ngày. Trong đó, Ukraine tuyên bố đẩy lùi 15 cuộc tấn công của Nga, khiến đối phương tổn thất 63 binh sĩ, 6 thiết giáp, 1 hệ thống pháo tự hành và 1 phương tiện. Ở thành phố Kramatorsk, Donetsk, quân đội Nga tiếp tục gây sức ép lên các vị trí của quân phòng thủ Ukraine. Tương tự, tại hướng hai thành phố Holivka và Torez, Nga 4 lần tấn công không thành công vào hàng phòng ngự Ukraine với sự hỗ trợ của máy bay. Bostrov vẫn là khu vực nóng nhất trên toàn bộ tuyến đầu với 36 đợt tấn công của Nga trong ngày. Các đơn vị và lực lượng Ukraine đẩy lùi 27 cuộc tấn công, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine. Ngoài ra, Ukraine nói rằng Nga ngày 28 tháng 6 tiếp tục nhắm mục tiêu vào nhiều ngôi làng trên khắp Donetsk, đồng thời tăng cường hoạt động tại khu vực sông Dnipro. Thủ tướng Ukraine, ông Denis Shmyha nói rằng Nga ngày 28 tháng 6 tấn công bằng tên lửa vào thành phố Dnipro, tỉnh Dnipropetrovsk, khiến một người chết, một người bị thương, nhiều tòa nhà bị phá hủy. Nga gây thương vong lớn, phá hủy nhiều khí tài của Ukraine trong tuần. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 6 cho biết lực lượng Nga thực hiện 17 cuộc tấn công chính xác nhằm vào các máy bay quân sự và địa điểm của tập trung quân đội Ukraine trong tuần qua, theo hãng thông tấn TASS. Cụ thể, nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga tuần qua tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ và gây thương vong cho khoảng 1.560 binh sĩ Ukraine ở Kharkiv, khiến đối phương thiệt hại 12 thiết giáp, 43 phương tiện cơ giới và 33 khẩu pháo. Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Tây của Nga cải thiện vị thế chiến thuật và gây thương vong cho 8 lữ đoàn Ukraine tại khu vực mà nhóm này phụ trách. Từ ngày 22 đến 28 tháng 6, nhóm chiến đấu phía Tây gây tổn thất cho Ukraine 3.230 binh sĩ, 4 thiết giáp, 40 phương tiện cơ giới, 3 bệ phóng tên lửa đa năng Kras, 24 khẩu pháo dã chiến,
cùng 11 kho đạn dược. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, nhóm chiến đấu phía Nam của Nga tuần qua đã giành quyền kiểm soát làng Rostovka Donetsk. Trong khu vực do nhóm chiến đấu phía Nam kiểm soát, Ukraine mất tới 4.410 nhân sự, 2 xe tăng, 8 thiết giáp, 48 xe cơ giới, 39 khẩu pháo dã chiến và 25 kho đạn trong tuần. Tuần qua, nhóm chiến đấu trung tâm của Nga gây thương vong cho 8 lữ đoàn Ukraine, khiến đối phương tổn thất 2.950 binh sĩ cùng nhiều vũ khí khí tài. Tương tự, nhóm chiến đấu phía đông của Nga tuần qua giành được các vị trí thuận lợi hơn và gây ra thương vong cho quân đội Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk. Trong khi đó, nhóm chiến đấu Donetsk của Nga gây ra khoảng 740 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 6 kho đạn dược của đối phương trong tuần. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga phá hủy 6 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng phá hủy 589 máy bay không người lái UAV, 6 tên lửa chiến thuật ATACMS, 8 tên lửa đất đối không Patriot, 1 tên lửa chống radar HARM và 61 rocket phóng từ HIMARS. Ukraine bắt gián điệp Nga ở Donetsk. Ngày 28 tháng 6, cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết đã bắt một điệp viên Nga đang làm nhiệm vụ do thám vị trí binh sĩ và vũ khí hạng nặng của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng thành phố Pokrov, Donetsk, nơi xảy ra giao tranh ác liệt những ngày gần đây, Ukrinform đưa tin. Theo SBU, Nga quan tâm nhất đến vị trí của các công sự và vị trí bắn pháo của Ukraine. Moscow cần thông tin này để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới và phá vỡ hàng phòng thủ của Kiev. Để thu thập thông tin, điệp viên này đã đi bộ quanh các khu vực, ghi lại các địa điểm cần thiết và đánh dấu tọa độ trên bản đồ Google. SBU đã giam giữ nghi phạm tại nhà riêng. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng thực hiện các biện pháp toàn diện để bảo vệ vị trí của quân đội Ukraine, SBU cho biết thêm. Theo cuộc điều tra, nghi phạm là nhân viên của một công ty an ninh tư nhân tại thành phố Minohas, Donetsk. Vào tháng 4, người đàn ông này đã được một số sĩ quan lực lượng cận vệ quốc gia Rosgvardia của Nga hợp tác với tình báo quân sự Nga tuyển dụng từ xa. Gần đây, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công ban đêm bằng tên lửa vào địa điểm mà không quân Ukraine huấn luyện phi công, thu hút sự chú ý của toàn cầu. Chiến thuật và ý đồ chiến lược trong cuộc đột kích của quân đội Nga không chỉ thể hiện ưu điểm về khả năng tấn công tầm xa có độ chính xác cao, mà còn mang đến những thách thức mới cho NATO và Ukraine. Cuộc tấn công này của Nga một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của khả năng tấn công theo thời gian thực trong chiến tranh hiện đại. Chính vì vậy, tình hình cuộc chiến Nga-Ukraine vì thế trở nên phức tạp và khó lường hơn. Bộ Quốc phòng Nga cung cấp thông tin chiến trường được công bố sau cuộc đột kích cho biết, quân đội Nga đã sử dụng vũ khí hải quân tầm xa có độ chính xác cao để tấn công thành công trung tâm huấn luyện của không quân Ukraine và tiêu diệt mọi mục tiêu được chỉ định. Chiến thuật triệt tận gốc rễ này nhằm mục đích loại bỏ các phi công và kỹ thuật viên Ukraine được NATO huấn luyện, từ đó làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của không quân Ukraine. Chiến lược tấn công này phản ánh tầm nhìn chiến lược của quân đội Nga. Thay vì chờ Ukraine nhận được máy bay chiến đấu F-16 và Mirage-2000 của NATO và tiến hành không chiến khốc liệt trên không, thì quân đội Nga đã chọn sử dụng tình báo vệ tinh và tình báo mặt đất để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các sân bay, ký túc xá và cơ sở bảo trì của Ukraine. Phương thức tác chiến này không chỉ làm giảm rủi ro cho bản thân quân đội Nga mà còn hủy diệt sức mạnh hàng không của Ukraine ở mức độ lớn nhất. Trong cuộc đột kích này, quân đội Nga không chỉ sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên không KH-22 Storm mà còn sử dụng tên lửa hành trình mang đầu đạn chùm. Mỗi tên lửa mang đầu đạn chùm gồm 60 đầu đạn con, mỗi đầu nặng 4 kg, có thể thực hiện các cuộc tấn công tàn khốc nhằm vào các mục tiêu trên diện rộng. Hiện không quân Ukraine không có nhiều sân bay phù hợp cho việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16 và Mirage-2000. Chỉ cần tên lửa chùm của Nga phá hủy đường băng của các sân bay này, chúng có thể ngăn chặn hiệu quả khả năng chiến đấu của không quân Ukraine. Ngoài ra, Điện Kremlin còn cảnh báo Ba Lan, Romania và các nước NATO khác không cho phép máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine cất cánh và hạ cánh. Nếu không, quân đội Nga sẽ tấn công các căn cứ quân sự này của NATO. Tuyên bố này đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và cho thấy sự cứng rắn chiến lược của Nga. Đối mặt với các cuộc tấn công chính xác của quân đội Nga, NATO đang yêu cầu Ukraine xây dựng thêm nhà chứa máy bay và xưởng bảo trì dưới lòng đất để tránh các cuộc tấn công tiếp tục của Nga. Đồng thời, Ukraine cũng đang xem xét sử dụng đường cao tốc làm đường băng cất cánh và hạ cánh tạm thời để đảm bảo khả năng cơ động và khả năng sống sót của máy bay chiến đấu. Mặc dù chiến lược ứng phó này có thể làm giảm tác dụng của các cuộc tấn công của Nga ở một mức độ nhất định, nhưng nó cũng phản ánh những thiếu sót của Ukraine và NATO trong khả năng phòng không của họ.
lực lượng không quân Ukraine hiện thiếu hệ thống phòng không đủ để đánh chặn tên lửa tầm xa và bom dẫn đường của Nga. Kho tên lửa phòng không của quân đội Mỹ cũng đang giảm nhanh chóng, khiến việc hỗ trợ trong thời gian ngắn trở nên khó khăn. Trên chiến trường Ukraine, Nga đã sử dụng máy bay cường kích Su-24M và tiêm kích bom Su-34 thả bom dẫn đường chính xác nặng 1.500 kg và 3.000 kg để thực hiện các cuộc tấn công tàn khốc vào các trận địa của Ukraine. Những quả bom hạng nặng này có thể phá hủy tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine và đẩy Ukraine rơi vào thế bị động trong cuộc chiến. Tạp chí National Interest của Mỹ đánh giá cao tính hiệu quả của bom dẫn đường FAB-3000 của Nga, đồng thời chỉ ra vai trò quan trọng của nó trong các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Cuộc đột kích ban đêm bằng hỏa lực của quân đội Nga vào trung tâm huấn luyện của không quân Ukraine một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của các cuộc tấn công chính xác trong chiến tranh hiện đại. Nhờ tên lửa tầm xa có độ chính xác cao và hỏa lực mạnh, Nga chiếm thế thượng phong về mặt chiến thuật. Tuy nhiên, điều này cũng khiến NATO và Ukraine phải đối mặt với những thách thức mới và phải tìm ra sự cân bằng mới giữa phòng thủ và phản công. Các đơn vị tác chiến của Nga đã hành quân về phía Donetsk một cách quá dễ dàng. Giới chuyên gia quân sự Ukraine không hiểu chuyện gì đã xảy ra. 10.000 quân Nga xuyên phá phòng tuyến Donetsk của Ukraine quá dễ dàng, tình hình diễn tiến chóng mặt chỉ trong 5 ngày. Tình hình Donetsk trở nên nguy ngập, chính quyền Kiev dự định tiến hành sơ tán bắt buộc các cư dân trong khu vực. Trước đà tiến của quân Nga, chiếc bẫy Donetsk dành cho Ukraine sắp đóng sập, 10 lữ đoàn Ukraine đứng trước nguy cơ bị vây hãm. Theo tạp chí Focus, Ukraine đưa tin, cách đây 5 ngày, lực lượng Nga bắt đầu tiến công chủ động hơn về hướng Donetsk, vùng Donetsk, đột phá rộng hơn 3 km và tiến sâu 2 km vào các vị trí của Ukraine. Chuyên gia phân tích quân sự Alexander Kovalenko cho biết, lúc này chỉ có Bộ Tổng tham mưu Ukraine mới có thể giải thích tại sao tình huống này xảy ra. Các đơn vị tác chiến của Nga đã hành quân về phía Donetsk một cách quá dễ dàng. Về lý mà nói, theo ông Kovalenko, Ukraine có đủ quân ở hướng Donetsk để ngăn chặn đội quân 10.000 người mà Nga đã tập kết chuẩn bị cho cuộc tấn công. Vị chuyên gia cho biết, Bộ Chỉ huy Nga đã cử các đơn vị tác chiến của quân đoàn 1 được tuyển mộ từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk vào trận chiến ở Donetsk. Theo ước tính của Kovalenko, khả năng chiến đấu của quân đoàn này không mạnh lắm. Vì thế, điều khó hiểu nằm ở chỗ tại sao lực lượng của Nga lại di chuyển 2 km về phía Tây một cách nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Báo cáo đầu tiên liên quan đến sự thay đổi tình hình ở Donetsk đã xuất hiện vào hôm 19 tháng 6. Kênh Deep State cho biết lực lượng Nga đã thành công trong việc xuyên thủng một phần chiến tuyến từ Mozhokha về hướng Doruba. Trong những ngày tiếp theo, lực lượng Nga tiếp tục đột phá, tiến về phía các khu định cư Doruba và Sevanoi. Tới ngày 22 tháng 6, các nhà phân tích lưu ý rằng lực lượng Nga đã tiến đến tận các khu vực lân cận của làng Sumy. Tính đến ngày 24 tháng 6, tức là chỉ trong vòng 5 ngày, lực lượng Nga đã tiến sâu được 2 km vào các vị trí của Ukraine. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cấp báo quân Nga đang dồn dập tiến công theo hướng Donetsk. Chỉ riêng trong ngày 24 tháng 6, đã có 4 cuộc tấn công được Nga phát động. Đáng lưu ý, theo Focus, trong những ngày lực lượng Nga tiến công tích cực vừa qua, chỉ huy các đơn vị tác chiến của Ukraine trong khu vực được cho là đã đi nghỉ ngơi ở Odessa. Hãng thông tấn RIA Novosti cho biết chính quyền Donetsk có thể sẽ tuyên bố tiến hành sơ tán bắt buộc trong những ngày tới. Ông Vadim Falaskin, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự vùng Donetsk do Kiev bổ nhiệm, đã xác nhận thông tin này trên sóng truyền hình quốc gia Ukraine. Theo ông Filaskin, quyết định liên quan sẽ được xem xét tại cuộc họp của Ủy ban về An toàn kỹ thuật và tình hình khẩn cấp. Tuy nhiên, ông cũng cho biết người dân địa phương đã bắt đầu chủ động di tản khỏi Donetsk. Theo ông Filaskin, tính đến ngày 21 tháng 6, khoảng 6.000 người vẫn còn ở lại Donetsk, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 5.500 người. Ngày qua ngày, người dân Donetsk đang rời đi. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở Liman, cộng đồng Ocharatin và thị trấn Krasnohorivka, ông Filaskin nói. Kênh Telegram chiến sự Redoka cho biết, tính đến ngày 25 tháng 6, trước đà tiến quá nhanh của quân đội Nga, lực lượng Ukraine đã không thể giữ vững, mà phải rút lui tại nhiều vị trí chuẩn bị phòng thủ trước đó. Bình luận trên tờ New Voice of Ukraine, chuyên gia quân sự Serhiy Grasky cho biết, Donetsk vẫn là phần duy nhất của khu đô thị Donetsk vẫn đang nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Trong thời gian tới, Nga có thể sẽ huy động thêm quân dự bị để tìm cách đạt được thành công về chiến thuật. Theo tờ Pressa Nga, chiếc bẫy Donetsk mà Nga đặt ra cho Ukraine sắp đóng sập. Hiện tại, theo cập nhật từ các kênh giám sát tình hình Ukraine, 10 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine đang đứng trước nguy cơ bị lực lượng Nga vây hãm.
Tổng thống Ukraine Zelensky đã cách chức Trung tướng Yuri Sodol khỏi chức chỉ huy lực lượng liên hợp của quân đội nước này, ngay sau khi xuất hiện những nghi vấn về năng lực của ông trong cuộc chiến chống lại Nga. Vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thông báo trong bài phát biểu hàng đêm trước quốc dân rằng tướng Sodol sẽ được thay thế bởi chuẩn tướng Andriy Natov. Ông Zelensky không đưa ra lý do sa thải ông Sodol. Sodol được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng chung vào tháng 2. Cuộc cải tổ quân đội diễn ra sau khi Bohdan Khorotevy, tham mưu trưởng Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Azov, cho biết trên kênh Telegram của mình vào hôm 22 tháng 6 rằng ông đã nộp đơn khiếu nại chính thức tới Cục Điều tra Nhà nước Ukraine, yêu cầu điều tra vào một tướng quân đội, người, theo quan điểm của tôi, đã giết nhiều binh sĩ Ukraine hơn bất kỳ tướng Nga nào. Khorotevy không nêu tên Sodol, nhưng ấn phẩm địa phương Ukrainska Pravda cho biết các nguồn tin của họ xác nhận rằng Khorotevy đã cáo buộc vị tướng này lạm dụng quyền lực và chỉ huy quân đội kém cỏi, dẫn đến mất một phần lớn lãnh thổ Ukraine. Khorotevy đã yêu cầu một cuộc điều tra về khả năng hợp tác của tướng Sodol với Nga. Chỉ huy Azov cũng cho biết ông đã chuẩn bị làm chứng trong vụ án. Ukrainska Pravda đưa tin, trích dẫn các nguồn tin của mình. Trong bài đăng trên Telegram, Khorotevy viết rằng ông không quan tâm liệu họ có bắt đầu cuộc điều tra chống lại ông hay không. Và tôi không quan tâm liệu họ có bỏ tôi vào tù hay không. Tôi quan tâm rằng các chiến binh và chỉ huy lữ đoàn bị xét xử vì mất trạm quan sát, nhưng tướng quân không bị xét xử vì mất các khu vực, hàng chục thành phố và tổn thất hàng nghìn binh sĩ, Khorotevy nói thêm. Chỉ huy lữ đoàn vệ binh quốc gia Azov cho biết ông cảm thấy việc mở cuộc điều tra là khả năng duy nhất để thay đổi tình hình. Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết trong một bản cập nhật rằng Natov đã giữ chức phó chỉ huy chiến trường phía nam Ukraine kể từ năm 2022 và ông đóng vai trò quan trọng trong việc giải phóng hữu ngạn vùng Kherson. Viện nghiên cứu chiến tranh cũng cho biết ông cũng chỉ huy việc bảo vệ thị trấn Bakhmut ở vùng Donetsk phía đông Ukraine vào mùa xuân năm 2023. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay không người lái của Mỹ đang xuất hiện thường xuyên hơn trên Biển Đông và cáo buộc Washington sử dụng chúng để tiến hành trinh sát, hỗ trợ Kiev tấn công các mục tiêu của Nga sử dụng vũ khí chính xác do phương Tây cung cấp. Nga hôm thứ Sáu, ngày 28 tháng 6, vừa đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với máy bay do thám không người lái của Mỹ ở Biển Đen, đồng thời thề rằng quân đội nước này sẽ áp dụng các biện pháp phản ứng nhanh để ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra trên không phận. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Berezov đã chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang hành động chống lại máy bay không người lái do thám của Mỹ trên Biển Đen. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trên Telegram rằng việc Mỹ tăng cường các chuyến bay không người lái đến Biển Đen cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của Washington và các nước NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine. Những chuyến bay như vậy làm tăng đáng kể khả năng xảy ra sự cố trên không với máy bay của lực lượng không quân vũ trụ Nga, làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Liên minh và Liên bang Nga, Bộ nhấn mạnh. Các nước NATO sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Berezov đã chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang đề xuất các biện pháp nhằm đáp trả kịp thời các hành động khiêu khích, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. Các nước NATO sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Berezov đã chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga đề xuất các biện pháp nhằm đáp trả kịp thời các hành động khiêu khích, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh thêm. Trước đó, Mỹ từng phản hồi lại những cảnh báo từ Moscow về vấn đề này bằng cách tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục các sứ mệnh của mình tại khu vực gần Crimea, bán đảo Biển Đen, nhằm dưới sự kiểm soát của Nga từ năm 2014. Chúng tôi sẽ tiếp tục bay và hoạt động trong không phận quốc tế trên vùng biển quốc tế. Biển Đen không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, Cố vấn Nhà Trắng John Kirby tuyên bố. Cảnh báo mới nhất của Nga về hoạt động của máy bay không người lái do thám của Mỹ ở Biển Đen được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lần đầu tiên nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Berezov vào điện thoại vào ngày thứ Ba. Nhà lãnh đạo hiện nay của Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận rằng chính quyền Kiev không muốn kéo dài xung đột với Nga do những tổn thất nặng nề. Tổng thống của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky, trong bài phát biểu tại Brussels, đã xác nhận những tổn thất to lớn của quân đội Ukraine bởi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Người đứng đầu chính quyền Kiev thực sự đã nói rằng chỉ còn rất ít thời gian cho đến người Ukraine cuối cùng. Ukraine không muốn xung đột kéo dài vì có nhiều người bị thương và thiệt mạng trên chiến trường, ông Zelensky nói với các nhà báo châu Âu. Hơn nữa, người đứng đầu tạm thời của chính quyền Kiev đã bày tỏ sự sẵn sàng cho cuộc đàm phán mới và dự định phát triển một kế hoạch hòa bình mới cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo, bất kể việc thời điểm của nó vẫn chưa được xác định. Mới vào hồi năm ngoái,
người đứng đầu chính quyền Kiev đã tự nghiêm cấm bản thân và bất kỳ ai trong giới tinh hoa chính trị ở Ukraine đề cập tới các cuộc đàm phán với Liên bang Nga. Nhưng hiện giờ, quan điểm của ông Zelensky đã phải thay đổi trước những diễn biến bất lợi trên chiến trường. Trước đó, vào hồi cuối năm 2022, khi Ukraine củng cố vị thế của mình trên chiến trường sau khi quân Nga liên tiếp bị đẩy lùi khỏi Kiev, Chernihiv, Sumy và sau đó là chiến dịch phản công của Ukraine ở một khu vực rộng lớn của vùng Kharkov, đã có một số lời kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky quay trở lại đàm phán hòa bình từ thế mạnh. Tuy nhiên, giới chính trị Kiev đã bác bỏ lời khuyên này và tiếp tục con đường xung đột để đến bây giờ, khi cảm nhận thất bại trên chiến trường, ông Zelensky đã đưa ra sáng kiến hòa bình, mà trong đó có những quan điểm thực tế không thể đạt được để bắt đầu một cuộc đối thoại hòa bình với Nga. Nhà lãnh đạo Kiev tự tin rằng Ukraine sẽ có thể chuẩn bị một kế hoạch mới để giải quyết xung đột trong vòng vài tháng. Kế hoạch này cũng sẽ được chuyển tới các đại diện của Nga, những người mà ông hy vọng sẽ được mời tham dự hội nghị hòa bình lần thứ hai. Trong văn bản luật mới được chính ông Zelensky ký một ngày trước đó đã gián tiếp nói về việc thiếu nguồn nhân lực bổ sung cho lực lượng vũ trang Ukraine. Theo sự thừa nhận của nhà lãnh đạo Ukraine, đây là lý do chính khiến ông phải thay đổi quan điểm chấp thuận các cuộc đàm phán với Nga. Theo tài liệu này, các dịch vụ di trú và cơ quan thuế cũng như Ủy ban Bầu cử Trung ương sẽ được yêu cầu chuyển dữ liệu về nam giới bắt đầu từ 17 tuổi đến TCC. Territorial Rescuement Center, tức các trung tâm tuyển quân khu vực. Tuần báo The Times của Mỹ hôm 27 tháng 6 nhắc lại việc Điện Kremlin chấp nhận các điều kiện để đạt được hòa bình. Nhưng Kiev, theo định hướng của phương Tây, đã chọn con đường leo thang xung đột và bây giờ người đứng đầu chính quyền Kiev đang đưa ra những điều kiện hoàn toàn bất khả thi để giải quyết xung đột. The Times nhắc lại rằng Tổng thống Vladimir Putin luôn khẳng định sẽ không từ chối các cuộc đàm phán về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột dựa trên thực tế đang xảy ra. Các yêu cầu chính của Moscow vẫn là tình trạng không liên kết của đất nước và việc Ukraine phải từ bỏ các vùng lãnh thổ Nga đã tuyên bố sáp nhập. Hơn 2 năm bước vào cuộc xung đột với Nga khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, Ukraine sắp bắt tay vào nhiệm vụ chưa từng có là tái cơ cấu nợ giữa lúc chiến sự vẫn căng thẳng. Khoản nợ được chính phủ bảo lãnh của Ukraine đã lên tới 152 tỷ đô la tính đến cuối tháng 4 năm 2024. Hơn 70% tổng số nợ, tương đương 108,4 tỷ đô la là nợ nước ngoài. Tổng các khoản vay của Ukraine từ các chủ nợ chính thức như Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Ba Lan, Anh và Mỹ lên tới 7,5 tỷ đô la. Theo Reuters, nền kinh tế Ukraine đã suy thoái sau khi xung đột với Nga bùng nổ vào đầu năm 2022. Và mặc dù kinh tế đã phục hồi một cách bất ngờ kể từ năm ngoái, cú sốc ban đầu đã buộc Kiev phải đề nghị đóng băng thanh toán nợ trong 2 năm để tránh vỡ nợ. Việc đóng băng thanh toán này sẽ đến hạn vào tháng 8 tới, có nghĩa là Ukraine chỉ còn rất ít thời gian để cơ cấu lại khoản nợ của mình, lựa chọn ưu tiên của chính phủ nước này chỉ để đảm bảo gia hạn đóng băng thanh toán với các trái chủ hoặc đối mặt với tình trạng vỡ nợ. Để hỗ trợ Ukraine, các nhà lãnh đạo nhóm G7 hôm 13 tháng 6 đã nhất trí thỏa thuận cho Ukraine vay 50 tỷ đô la từ tiền lãi thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga. Reuters đã cung cấp cái nhìn tổng quan về những gì Ukraine đang nợ và nợ ai. Bức tranh tổng thể. Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Ukraine, khoản nợ được chính phủ bảo lãnh của nước này đã lên tới 152 tỷ đô la tính đến cuối tháng 4 năm 2024. Đó là mức tăng mạnh kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga. Vì vào cuối năm 2021, khoảng 2 tháng trước xung đột, tổng nợ của Ukraine ở mức 98 tỷ đô la. Tổng số nợ tồn đọng hiện tại của Ukraine hơn 70%, tương đương 108,4 tỷ đô la là nợ nước ngoài. Phần còn lại là nợ trong nước, hầu hết là dưới dạng trái phiếu trong nước có kỳ hạn từ 12 tháng đến 30 năm. Tổng số đó bao gồm khoản vay dưới dạng trái phiếu trị giá 3 tỷ đô la và khoản vay 600 triệu đô la từ Nga. Nếu không tính toán khoản nợ này, vốn đang có tranh chấp tại các tòa án Anh, khoản nợ nước ngoài của Ukraine vẫn lên tới 104,8 tỷ đô la. Những nỗ lực tái cơ cấu hiện đang được tiến hành sẽ chỉ tác động tới một phần nhỏ trong gánh nặng nợ chung, cụ thể là nợ thương mại nước ngoài của Ukraine. Trái phiếu châu Âu và chứng quyền. Những khoản nợ của các chủ nợ tư nhân dành cho việc tái cơ cấu nợ của Ukraine được thể hiện dưới hình thức trái phiếu châu Âu và chứng quyền dựa trên GDP. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Ukraine,
khoản nợ bằng trái phiếu châu Âu của nước này là 19,67 tỷ đô la vào cuối tháng 4, bao gồm 11 trái phiếu mệnh giá bằng đô la Mỹ và 2 trái phiếu bằng đồng euro. Theo tính toán được công bố vào tháng 4 của tập đoàn tài chính Mỹ JP Morgan, bao gồm cả lãi suất quá hạn, khoản nợ bằng trái phiếu châu Âu của Ukraine lên tới 23,6 tỷ đô la. Ngoài ra, trong phạm vi tái cơ cấu nợ còn có chứng quyền dựa trên GDP, một loại chứng khoán liên quan tới tăng trưởng kinh tế của Ukraine, được tạo ra trong quá trình tái cơ cấu nợ năm 2015 của nước này sau khi Nga sáp nhập Crimea như một biện pháp xoa dịu các chủ nợ. JP Morgan tính toán rằng Ukraine nợ 2,6 tỷ đô la bằng chứng quyền dựa trên GDP. Reuters nhận định việc hoãn nợ đối với các công cụ tài chính này sẽ dẫn đến hạn vào cuối tháng 8 và không rõ liệu các chủ nợ có buộc Ukraine phải thanh toán đầy đủ hay không nếu không đạt được các thỏa thuận vào thời điểm đó. Chính phủ Ukraine hồi đầu năm nay đã đề nghị các trái chủ quốc tế tư nhân lập nhóm nhằm đàm phán lại điều khoản của những trái phiếu châu Âu đó và hiện đang tiến hành đàm phán. Các nhà phân tích của JP Morgan cho biết trong một báo cáo gửi khách hàng rằng chúng tôi ước tính tính bền vững của khoản nợ có thể đạt được thông qua việc cắt giảm danh nghĩa 30% đối với tổng giá trị cổ phiếu trái phiếu, bao gồm cả lãi suất trả chậm cùng với việc gia hạn thời gian đáo hạn và giảm lãi suất. Nợ được chính phủ bảo lãnh. Ura Votorov, cơ quan quản lý đường bộ nhà nước Ukraine, có khoản nợ được chính phủ bảo lãnh trị giá 700 triệu đô la. Trong khi, công ty quản lý lưới điện nhà nước Ukrenero có khoản nợ được chính phủ bảo lãnh trị giá 830 triệu đô la. Những trái chủ đã đồng ý hoãn nợ tương ứng trong 2 năm đối với hai công ty đó và thỏa thuận hoãn nợ này cũng sẽ hết hạn trong vòng vài tháng tới. Nợ song phương, tổng các khoản vay của Ukraine từ các chủ nợ chính thức như Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Ba Lan, Anh và Mỹ lên tới 7,5 tỷ đô la. Trong đó, chỉ riêng từ Canada đã hơn 5 tỷ đô la, là quốc gia chủ nợ lớn nhất của Ukraine. Theo Trung tâm Chiến lược Kinh tế CES, một tổ chức nghiên cứu phi chính phủ của Ukraine. Các chính phủ này đã gia hạn đóng băng thanh toán cho đến năm 2027. Nợ đa phương, gần 70 tỷ đô la nợ nước ngoài và nợ được chính phủ bảo lãnh của Ukraine, hoặc gần 2/3 trong số đó là nợ đa phương và giống như nợ trong nước. Khoản nợ này không nằm trong phạm vi tái cơ cấu nợ. Trong số đó, có hơn 16 tỷ đô la là nợ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. IMF sắp giải ngân số tiền 2,2 tỷ đô la cho Ukraine theo chương trình cho vay 15,6 tỷ đô la hiện tại. Báo cáo của IMF về phân tích tính bền vững nợ của Ukraine được cho là yếu tố quan trọng trong quá trình tái cơ cấu nợ thương mại của nước này. Các khoản vay và nợ ngân hàng. Các khoản vay hoặc nợ ngân hàng thương mại khác ở bên ngoài của Ukraine đã lên tới 1,63 tỷ đô la trong tháng 4 và phần lớn nhất trong số đó, khoảng 700 triệu đô la, thuộc về tập đoàn kinh doanh nông nghiệp khổng lồ Cargill của Mỹ. Trong khu vực được nhà nước bảo lãnh, tổng nợ từ các khoản vay ngân hàng thương mại nước ngoài của Ukraine là hơn 1 tỷ đô la, trong đó 830 triệu đô la là nợ ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc China Eximbank. Thủ tướng Georgia tuyên bố nước này đã ngăn chặn thành công các nỗ lực nhằm biến họ thành Ukraine thứ hai. Thủ tướng ngày 28 tháng 6 phát biểu trước Quốc hội rằng chính phủ Georgia đã ngăn chặn những nỗ lực từ bên ngoài nhằm biến nước này thành Ukraine thứ hai và Tbilisi sẽ cố gắng hết sức để kịch bản nói trên không xảy ra trong tương lai. Về vấn đề Ukraine hóa, nỗ lực biến Georgia thành Ukraine thứ hai, bao gồm tổ chức cách mạng Maidan và sau đó là mặt trận thứ hai, chúng tôi đã nói về điều này nhiều lần. Đáng buồn thay, một số thế lực chính trị đã công khai tham gia vào việc đó. Họ tuyên truyền và công khai kêu gọi mở mặt trận thứ hai ở Georgia. Tất nhiên điều này đã làm tăng áp lực lên đất nước chúng tôi, nhưng trong những năm qua chúng tôi đã thành công tránh được kịch bản như vậy và tất nhiên chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi cũng sẽ có thể đối phó với vấn đề này trong tương lai. Thủ tướng nhấn mạnh rằng Georgia từng phải đối mặt với những mối đe dọa tương tự trong quá khứ và chính phủ sẽ không để bất cứ ai đẩy đất nước vào tình trạng thảm khốc như Ukraine đã bị đưa vào. Chính quyền Georgia đã nhiều lần đề cập tới những nỗ lực từ bên ngoài nhằm kéo nước này vào mặt trận thứ hai đối đầu với Nga, đặc biệt ngay sau khi chiến sự giữa Moscow và Kiev bùng phát. Hơn nữa, các nhà lãnh đạo đảng cầm quyền giấc mơ Georgia, Georgia Dân Chủ, nhấn mạnh rằng bất kỳ sự tham gia nào vào cuộc xung đột sẽ mang lại kết thúc thảm họa đối với Georgia, trong khi nhiệm vụ của chính phủ là gìn giữ hòa bình trong nước.
hồi tháng 5, Georgia đã bày tỏ quyết tâm thông qua luật đặc vụ nước ngoài, bất chấp những quan ngại từ phía Mỹ và châu Âu. Khi đó, ông tuyên bố rằng ông không muốn kịch bản Maidan Georgia xảy ra như ở Ukraine năm 2014 vì nó sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Georgia cho biết một số quốc gia đã nhiều lần kêu gọi Tbilisi tham gia vào cuộc xung đột với Nga. Ngoài thúc giục Georgia áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, các quốc gia này thậm chí kêu gọi Tbilisi đưa quân tới Ukraine. Nhiều bên đã thúc giục chúng tôi làm việc này, đồng nghĩa với việc tham gia vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Mặc dù không đề cập cụ thể đến bất kỳ quốc gia nào, nhưng có ý chỉ rằng các thành viên của khối NATO cũng nằm trong số đó. Theo ông thì chưa có quốc gia NATO nào chính thức gửi quân đội tới Ukraine, vì vậy ông không rõ tại sao Georgia lại được yêu cầu làm điều này. Ngoài ra, ông cho hay Georgia từ lâu đã phải đối mặt với áp lực phải tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Moscow. Sau nhiều năm căng thẳng với Nga vì cuộc xung đột năm 2008, Georgia tới nay đang theo đuổi cách tiếp cận trung lập với cuộc chiến giữa Moscow và Kiev. Và năm 2022, khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra, Georgia cho biết họ không có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga với lý do lợi ích quốc gia. Điều này làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ giữa Tbilisi và Kiev. Bình luận liên quan phiên tranh luận giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Điện Kremlin cho rằng chính trị trong nước của Mỹ không nằm trong số các vấn đề ưu tiên trong chương trình nghị sự của Nga theo bất kỳ cách nào. Ngày 28 tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nói rằng phiên tranh luận giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không gây được sự chú ý đặc biệt với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Putin không có lý do gì để theo dõi sự kiện này. Cụ thể, tối ngày 27 tháng 6 giờ Mỹ, ông Biden và ông Trump đã có phiên tranh luận đầu tiên do đài CNN tổ chức. Cả hai đã đề cập cuộc chiến ở Ukraine, đổ lỗi cho nhau là bên khuyến khích ông Putin phát động hoạt động quân sự ở Ukraine. Với câu hỏi từ phóng viên rằng ông Putin có theo dõi trực tiếp phiên tranh luận hay không, ông Peskov nói, bạn không cho rằng Tổng thống Nga đặt đồng hồ báo thức để dậy từ sáng sớm và theo dõi cuộc tranh luận ở Mỹ đấy chứ? Ông Peskov nói thêm rằng chính trị trong nước của Mỹ không nằm trong số các vấn đề ưu tiên trong chương trình nghị sự của Nga theo bất kỳ cách nào. Văn phòng của ông Putin sẽ phân tích các tuyên bố của các ứng cử viên vào thời điểm thích hợp, ông Peskov nói thêm. Cũng theo người phát ngôn, Nga sẽ không công khai đánh giá kết quả của phiên tranh luận vì điều này cấu thành sự can thiệp vào chính trị nội bộ của nước ngoài, điều mà Moscow không bao giờ làm. Dư luận toàn cầu ngày 28 tháng 6 có phản ứng choáng váng với màn tranh luận bất ổn đối với đối thủ Donald Trump của ông Joe Biden, có ý kiến cho rằng ông nên từ chức. Báo Washington Post đưa tin với dòng tít, Đảng Dân Chủ hoảng loạn trước màn tranh luận của ông Biden nghi ngờ tương lai của ông này. Tổng thống Mỹ Joe Biden tranh luận vào tối ngày 27 tháng 6 giờ Mỹ với tông giọng nhẹ và khàn. Ông đã cố hắng giọng nhưng không thành công. Ông Biden trả lời đôi lúc lan man và có lúc ông gần như đứng hình. Khi ông Trump phát biểu, ông Biden lắng nghe với miệng há hốc và mắt mở to. Ngay cả trước khi cuộc tranh luận kết thúc, nhiều lo ngại đã lan truyền trên khắp mạng xã hội và trong các tin nhắn cá nhân. Nhiều tờ báo trên khắp thế giới cũng lên tiếng chê bai màn trình diễn của ông Biden. So sánh ông Biden với một con tàu đắm, trong khi đó, báo Anh gọi màn tranh luận của Tổng thống Mỹ là cơn ác mộng hớ hênh. Bà Maria Stever, cựu đệ nhất phu nhân bang California, là một thành viên Đảng Dân Chủ cho rằng ông Biden là một người tốt đã cống hiến hết mình cho nước Mỹ. Đêm 27 tháng 6 giờ Mỹ là một đêm đau lòng theo nhiều cách. Đây là một thời điểm chính trị lớn, có sự hoảng loạn trong Đảng Dân Chủ. Đêm nay sẽ là một đêm dài. Ông Joe Biden không thể làm được điều này, cựu Thủ tướng Ý viết trên X. Ông Renzi cho rằng Tổng thống Biden đã phục vụ nước Mỹ trong danh dự, ông không phải nhận một cái kết cục tồi tệ và việc lựa chọn một nhà lãnh đạo khác là nghĩa vụ của người dân. Trong bối cảnh ông Biden gây thất vọng, Reuters đưa tin các quốc gia đồng minh của Mỹ bao gồm Nhật và Đức đã có động thái chuẩn bị cho sự trở lại Nhà Trắng của ông Trump. Ông Trump không thắng, nhưng ông Biden dường như đã sụp đổ. Ông Kulinihiko, một cựu nhà ngoại giao Nhật Bản và hiện là giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Toàn cầu Canon, nhận định. Không giống như 8 năm trước, chúng tôi cũng giống như các đồng minh châu Âu và châu Á khác đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều, tuy nhiên ông Trump là người khó đoán. Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục tái tranh cử bất chấp thành tích không ổn định trong cuộc tranh luận với Donald Trump, theo người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không bỏ cuộc trong cuộc đua bầu cử năm 2024 bất chấp thành tích kém cỏi của ông. Trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên ngày 28 tháng 6 với cựu tổng thống Donald Trump, người phát ngôn chiến dịch tranh cử. Sau cuộc tranh luận, trong đó Biden phần lớn hứng chịu chỉ trích ngay cả từ các thành viên đảng Dân Chủ, nhiều người trong đảng đề nghị nên tìm ứng cử viên thay thế trong cuộc bỏ phiếu ngày 5 tháng 11. Trong một tin nhắn mà The Hill nhìn thấy, rõ ràng đang cố gắng trấn an những người ủng hộ Tổng thống rằng ông sẽ tiếp tục nỗ lực tái đắc cử. Người phát ngôn của chiến dịch viết, tất nhiên là ông ấy sẽ không bỏ cuộc. Một thành viên khác trong đội ngũ của Tổng thống nói với Politico rằng Biden sẽ ở lại cuộc đua vì ông là người duy nhất từng đánh bại Donald Trump. Ông ấy sẽ làm điều đó một lần nữa. Bản thân Biden cũng bác bỏ quan điểm cho rằng ông nên rút lui khỏi cuộc đua. Ông giải thích với các phóng viên sau sự kiện rằng thật khó để tranh luận với một kẻ nói dối. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ được cho là đang hoảng loạn trước màn thể hiện chập chững của Biden trước Trump và đang tích cực thảo luận về khả năng thay thế ông bằng một ứng cử viên khác. Một cố vấn cấp cao của Đảng Dân Chủ nói với Politico, không ai mong đợi điều này. Biden kém về thông điệp, tệ về nội dung, tệ về phản đòn, tệ về cách trình bày, tệ về ngôn từ. Không có điểm sáng nào trong cuộc tranh luận này đối với anh ấy. Một số nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ cũng bày tỏ lo ngại về thành tích của Biden, trong đó một người nói với Politico rằng Tổng thống đã có màn trình diễn tồi tệ nhất trong lịch sử trong cuộc tranh luận và cần phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, nhóm của Biden đã cố gắng giải thích màn trình diễn kém cỏi của Tổng thống. Một người thân cận với chiến dịch tranh cử của ông cho rằng ông 81 tuổi này đã chuẩn bị quá kỹ và dựa vào những chi tiết vụn vặt khi tất cả những gì quan trọng là sức sống và năng lượng. Họ đã chuẩn bị cho ông ấy một cuộc tranh luận sai lầm. Ông ấy đã chuẩn bị quá mức khi điều ông ấy cần chỉ là nghỉ ngơi. Thật là khó hiểu, người này nói. Các phương tiện truyền thông Mỹ cũng cho rằng phong độ run rẩy của Biden là da cảm lạnh, điều mà họ khẳng định rằng một bác sĩ đã khám cho Tổng thống trước một cuộc tranh luận đã xác nhận. Cử tri thêm khó xử. Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình giữa Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tối ngày 27 tháng 6 giờ Mỹ khiến cho cử tri Mỹ thất vọng nhiều hơn là phấn khích. Họ đã kỳ vọng nhiều ở sự kiện này rằng sẽ có nhận thức đầy đủ và chuẩn xác hơn để quyết định bầu chọn ai trong số hai người ấy làm Tổng thống Mỹ trong 4 năm tới. Họ thất vọng khi những trình bày và phát biểu của cả ông Trump lẫn ông Biden đều không có gì mới mẻ về nội dung và đều không thật sự thuyết phục đối với họ. Cả hai người này trong kết quả các cuộc thăm dò ở dư luận Mỹ suốt thời gian dài vừa qua đều bị liệt vào diện không được mến mộ như nhau. Nhưng ông Trump có nhiều lợi thế hơn ông Biden khi bước vào cuộc tranh luận này. Ông Biden vốn không phải là người diễn thuyết giỏi trong khi ông Trump rất hoạt ngôn. Ông Biden vừa phải cầm quyền, vừa chuẩn bị cho cuộc tranh luận, trong khi ông Trump có thể tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị cho cuộc tranh luận. Cả hai đều ở độ tuổi cao, nhưng ông Trump dù sao vẫn trẻ hơn ông Biden vài tuổi. Ông Trump vốn không hề ngại ngùng khi sử dụng thông tin và số liệu không chuẩn xác cũng như cáo buộc không có cơ sở xác thực, trong khi ông Biden lại không như thế. Ông Trump dễ dẫn dắt và chi phối được dư luận hơn ông Biden bằng những chiêu thức riêng. Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai người này vì thế không mới mẻ về nội dung và cả về cách thức thể hiện của họ. Cử tri ở Mỹ, nhất là những cử tri thuộc diện, hiện vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ bỏ phiếu bầu ai, vì thế càng thêm phân vân và khó xử. Sau cuộc tranh luận này, họ càng thêm băn khoăn về tình trạng sức khỏe của ông Biden và càng thêm quan ngại về tính cách của ông Trump. Ông Biden ghi điểm nhiều hơn ông Trump về nội dung nhưng lại mất điểm ở sự biểu hiện hình ảnh ra bên ngoài. Ông Trump trình bày sai sự thật nhiều nhưng cách nói lại rành mạch và thông điệp rõ ràng. Ai cũng vừa được vừa mất, vừa thắng và vừa thua, cả hai chắc chắn sẽ khác ở lần tranh luận tiếp theo. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết một kế hoạch giải quyết nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được đưa ra trong vòng vài tháng tới, đồng thời khẳng định Kyiv không thực sự tìm cách kéo dài tình trạng thù địch trong nhiều năm tới. Ông đưa ra nhận xét này vào thứ Năm trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Ông Zelensky đã tới Bruxelles để ký một thỏa thuận an ninh với Liên minh châu Âu nhằm đảm bảo hỗ trợ quốc phòng cho Kyiv, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí và đào tạo. Ông Zelensky tận dụng cơ hội này để tuyên bố rằng ông không thực sự tìm cách kéo dài tình trạng thù địch trong nhiều năm tới. Ukraine không muốn kéo dài chiến tranh. Chúng tôi không muốn nó kéo dài nhiều năm, ông Zelensky tuyên bố, đồng thời đưa ra nhận xét hiếm hoi về mức độ thiệt hại và thương vong trong cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi. Chúng tôi đang có nhiều người bị thương và tử trận trên chiến trường, chúng tôi phải đưa ra kế hoạch giải quyết trong vòng vài tháng nữa, ông nói thêm mà không cung cấp bất kỳ con số chính xác nào.
Kiev từ lâu đã im lặng về thương vong mà họ phải gánh chịu trong cuộc xung đột, thay vào đó khẳng định rằng họ đã gây ra thiệt hại lớn cho quân đội Nga. Vào tháng 2 năm nay, ông Zelensky tuyên bố có 31.000 quân nhân Ukraine thiệt mạng trong 2 năm xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Belousov ước tính gần đây rằng Kiev đã mất 35.000 quân chỉ riêng trong tháng 5, trong khi người tiền nhiệm của ông là Sergei Shoigu tuyên bố vào tháng 2 rằng Ukraine đã mất hơn 440.000 quân trong suốt cuộc xung đột. Những tổn thất cực kỳ nặng nề mà quân đội Ukraine phải gánh chịu được chứng minh ngầm thông qua chiến dịch động viên cưỡng bức ngày càng tăng cường trong nước, cũng như những nỗ lực trốn thoát khỏi đất nước thường xuyên được báo cáo của những người trốn nghĩa vụ quân sự. Chiến dịch tuyển quân được phát động ngay từ đầu cuộc xung đột đã ngày càng trở nên bạo lực hơn, với nhiều video lan truyền trực tiếp cho thấy cảnh các sĩ quan tuyển quân bắt những người sắp nhập ngũ trên đường phố, ẩu đả với họ, đe dọa họ bằng súng và ngược đãi họ bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhà phân tích Anh Alexander Mekorich cho biết quân Ukraine mất 2.345 binh sĩ trong ngày 25 tháng 6. Đây là mức kỷ lục kể từ khi bắt đầu chiến sự. Ông Mekorich nói, quân đội Ukraine trên chiến tuyến chịu thương vong 2.345 người. Tôi chắc chắn đây là con số kỷ lục trong suốt thời gian chiến sự. Chuyên gia Mekorich bày tỏ quan điểm quân Ukraine không bị tổn thất như vậy ngay cả trong giai đoạn tồi tệ nhất đối với Ukraine là mùa hè năm 2023. Vào hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân đội Ukraine đã mất 830 binh sĩ tại các khu vực Konstantinovka và Kurakovo thuộc Donetsk, 235 binh sĩ tại các khu định cư Vochan, Tenovaja và Tikhaja ở vùng Kharkov, 560 binh sĩ tại các khu vực Torez và Mikhailovka của Donetsk, 445 trong các khu định cư Petropavlovka, Sinkovka của vùng Kharkov, Platonovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Makeyevka của Cộng hòa Nhân dân Lugan, 125 tại vùng Ivanovka của vùng Kherson, cũng như 150 trong khu định cư Velikaya Novosenka ở Donetsk. Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong suốt 8 năm qua. Cuộc sống tương đối yên tĩnh ở Torez, tỉnh Donetsk đã đột ngột thay đổi và xấu đi nhanh chóng khi các cuộc tấn công dữ dội của quân Nga bắt đầu nổ ra, biến nơi này thành một thành phố chết chóc, Kiev Post đưa tin. So với nhiều người khác ở miền đông Ukraine bị chiến tranh tàn phá, bà Galina Poroshina may mắn được sống ở Torez, một thành phố khai thác mỏ từng nằm trong khu vực tương đối yên tĩnh của tiền tuyến. Sau đó, đột nhiên, các cuộc tấn công dữ dội của Nga bắt đầu nổ ra và cuộc sống ở Torez, thành phố cách Donetsk khoảng 40 km về phía bắc trở nên xấu đi nghiêm trọng. Khi tên lửa và các cuộc không kích bắt đầu trút xuống Torez trong tháng này, Poroshna và hàng xóm của bà trú ẩn trong các tầng hầm thi thoảng mới trở lên mặt đất để đánh giá thiệt hại. Một quả đạn pháo rơi gần nhà của bà Poroshna, không còn Internet và điện bị cắt, những khu nhà bị cháy đen và bị xé toạc bởi các cuộc oanh tạc của Nga. Tiếng pháo vang vọng khắp những con phố vắng tanh, khói đen bốc lên ngùn ngụt phía chân trời. Binh sĩ tài ngũ của Triều Tiên dự kiến sẽ được triển khai vào tháng 7 tới khu vực Donetsk để sát nhập vào Nga. Quân đoàn công binh thuộc quân đội Triều Tiên sẽ làm nhiệm vụ tái thiết tại đây. Kênh TV Sochun dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dự kiến sẽ cử một lực lượng kỹ thuật quy mô lớn tới Donetsk vào đầu tháng tới. Đồng thời cho biết thêm, mục đích là để xây dựng lại thành phố Donetsk bị tàn phá bởi trận chiến. Theo TV Sochun, mặc dù không làm nhiệm vụ chiến đấu, nhưng vì đây là quân đội chứ không phải công nhân xây dựng thông thường, nên tác động dự kiến sẽ rất đáng kể. Báo cáo của phía Hàn Quốc nói rằng quân đội Triều Tiên có 10 lữ đoàn công binh. TV Chosun ước tính rằng việc triển khai 3 hoặc 4 lữ đoàn này tới các khu vực của Ukraine có thể mang lại cho Triều Tiên tới 115 triệu USD hàng năm bằng ngoại tệ không xác định từ Nga. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, họ chưa thấy bất kỳ báo cáo nào cho thấy quân nhân Triều Tiên có ý định tham gia các hoạt động chiến đấu ở Ukraine. Nhưng viện này lưu ý rằng sự hỗ trợ kỹ thuật của Triều Tiên có thể cho phép lực lượng chiến đấu của Nga tập trung vào các hoạt động tiền tuyến và giúp mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự cũng như các công sự phòng thủ ở những vùng đã sát nhập vào Nga. Mỹ cũng tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, điển hình là việc triển khai tàu sân bay Theodore Roosevelt để tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản. Thông tin về việc Triều Tiên đưa quân sang Ukraine diễn ra sau khi Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký một thỏa thuận hợp tác an ninh nhân chuyến thăm Bình Nhưỡng của nhà lãnh đạo Nga ngày 19 tháng 6. Theo đó, mỗi bên phải cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức cho bên kia trong trường hợp có hành động gây hấn vũ trang chống lại một trong hai bên.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này vừa tấn công các căn cứ không quân Ukraine, nơi chuẩn bị tiếp nhận chiến đấu cơ F-16 từ phương Tây. Nga thực hiện đợt tấn công hiệp đồng, sử dụng vũ khí tầm xa trên biển, tên lửa siêu thanh Kinzhal cùng máy bay không người lái UAV nhằm vào hạ tầng sân bay. Mục tiêu của đợt tấn công đều đạt được, tất cả địa điểm nhắm đến đều bị đánh trúng, theo Bộ Quốc phòng Nga. Họ không nêu rõ số lượng lẫn vị trí cụ thể của căn cứ Ukraine. Phía truyền thông Ukraine xác định Kinzhal đánh trúng căn cứ trên địa bàn thành phố Manisky. Phần lớn vũ khí còn lại nhắm vào sân bay Starokostyantynivv thuộc tỉnh Manisky và một số địa phương phía Tây. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine tuyên bố đánh chặn thành công 23 UAV cảm tử, tên lửa hành trình Kalib cùng tên lửa không đối đất chiến thuật KH-59-69. Kinzhal có thể bay với vận tốc gấp 10 lần vận tốc âm thanh, tầm bắn 2.000 km, mang được đầu đạn thường lẫn đầu đạn hạt nhân. Nga tự tin tuyên bố tên lửa đủ sức xuyên thủng mọi lá chắn của phương Tây. Chiến đấu cơ đa nhiệm một động cơ F-16 ra mắt vào những năm 1970, có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công trên không lẫn tấn công mặt đất. Không quân Mỹ đánh giá đây là hệ thống vũ khí hiệu suất cao với chi phí tương đối thấp. Nhiều thập kỷ qua đã có hàng nghìn chiếc F-16 xuất xưởng, hàng trăm chiếc được xuất khẩu. Trang tin Fly Global xác định hiện tại có tổng cộng khoảng 2.200 chiến đấu cơ loại này đang hoạt động và là máy bay chiến đấu phổ biến nhất thế giới. Mùa hè năm ngoái, một liên minh do Đan Mạch dẫn đầu bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine lái F-16. Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy cam kết viện trợ chiến đấu cơ. Mỹ tuyên bố sẽ cho phép làm như vậy sau khi chương trình huấn luyện hoàn thành.